sàn 8 ly đúng không ạ? Vâng. Cái lớp lót cao su ở dưới này nó dày mấy ly? Hình như là này như là 4 ly mà. 4 ly đúng không? Sao tưởng sáng ở 3 ly? 4 ly, 3 ly. 3 ly đúng không? Cái thớ này là rộng bao nhiêu đấy? Một cái miếng ép sàn này. Vâng. Rộng là dài rộng bao nhiêu đấy? 24, dài 24, rộng như em không nhớ rõ. Em chưa xem. Xem cho hôm nha anh.